tốt các bạn ơi. Rồi các bạn và mọi người cùng xem ha. Đây chiếc máy, chiếc siêu Bluetooth vậy nè các bạn, 120 Bluetooth dữ lắm, chạy luôn. Rồi, các bạn chạy các bạn. Mình cũng mới thấy luôn, dữ lắm cái tốc độ các bạn ơi. Đây nè các bạn, quá trời luôn không. Mình cũng mới thấy, mình cũng mới tin luôn. Này mới gọi là vua tốc độ nè các bạn. Độ mà chạy ngọt xanh nha các bạn ơi, chứ không phải mà chạy bựa nha. Cái dàn chân cao luôn, quá trời luôn nè các bạn, có dàn chân nè. Dàn chân này là cao hơn 93 các bạn ơi, tốc độ hơn 93 luôn, quá trời luôn á. Dàn chân này á là đi lầy là hay hơn 93 nha. Theo mình dự đoán á, nếu 93 là phải là lên bánh chính mới có cửa theo cái chiếc này nha các bạn, dữ lắm tốc độ. Đây các bạn coi dàn chân cao lắm luôn này, tốc độ dữ thiệt, mình thấy mới tin. Đây, thấy lái thì cũng như cô ta các bạn ơi. Cái dòng lái này thì nó xài giống như thằng đời cô Tông ha, Angi rồi đó. Nhưng mà này cải cách hơn. Đây, chạy tốc độ ngon lắm đây. Rồi xong chủ rồi. Đầu qua chủ mới. Máy kéo đi có hai người à các bạn. Máy kéo có hai người à. Quá trời kìa. Không nhận chiếc này chạy tốc độ thấy mê luôn á. Có bắt chuột. Rồi tiếp tục qua miếng này nè các bạn. Anh chú ruộng anh đem bao chờ sẵn. Rồi các bạn và mọi người cùng xem ha. Bắt đầu qua miếng này chạy. Tốc độ khủng luôn. Rồi các bạn và mọi người cùng xem chạy tốc độ nha. Phải nói là cái này là mình phải nói là chưa tốc độ. Cực kỳ luôn. Cái bình gió đó các bạn, thì chàng chiếc 60 ha. Coi nè. Thấy chỗ cái két nước à. Thì chàng chiếc 60 luôn nè. Cái hàm á thì cái đây nè, thường thường mình cái dàn gặt lúa nó nằm bên đây ha, nhưng chiếc này cái dàn gặt lúa nằm bên kia, nó khác. Còn cái những cọng dây bông bư thì nằm bên đây, cái kia nằm bên kia, quá tải. Cho nên của mình quan sát thì nó không thấy. Máy kéo có hai người à. Rồi tiếp tục qua miếng mới các bạn, dàn chân cao lắm nha các bạn ơi. Máy này dàn chân là ok luôn á, loại này thì bao năm rồi, thấy dàn chân cao lắm luôn. Chạy là ok luôn các bạn. Wow, đây là các bạn. Chích gai cao luôn các bạn ơi, dữ quá. Ba
cái bình để ngay đây luôn rồi các bạn ơi. Quá hay ta. Cái bô của nó nè các bạn. Đây. Cái bô của nó nằm tốt ở dưới y chang chiếc Agi ngày xưa luôn nè các bạn, thấy không? Đó. Y chang chiếc Agi ngày xưa luôn. Cái bô nằm đó. Đấy, chân cao lắm các bạn ơi. Phải là cực kỳ. Cái tốc độ thấy mê luôn đó các bạn, dữ dằn luôn á, mình mới thấy luôn. Nó đi lại hay nha các bạn ơi, dần chân cao lắm. Cái bánh xích hồi nãy theo mình độ mình dòm thấy thì nó chắc cũng cũng cỡ bằng xích 82 á, mà gai cao luôn. Gai chồm chỏm vậy. Xích nó dài chắc cái độ cỡ xích 82. Chắc nó dài xích hơn 70. Chân nó thì mình thấy là có thể chân cao hơn 70 luôn. Dàn chân nó nhóm cao lắm. Tốc độ thì 70, mình thì không có cửa rồi các bạn ơi. 70 mình lên bánh 9 chạy cũng không kịp nó luôn. Thằng này mà 93 lên bánh 9 á, nó có cửa kịp với nó nha các bạn. Còn nếu như mà không lên bánh 9 chạy không kịp nó luôn á nha. Tốc độ 93. Tốc độ không có đẩy một cái đi cỡ đó, đó. Khiếp hồn luôn. Dữ dằn. Bạn coi nó đẩy cái đi rồi nè.
ghê chưa. Cỡ đó này mình lên bánh chín cũng đâu có kịp nó đâu, chiếc 70 mình á, tốc độ cỡ này.